Thủ môn Bùi Tấn Trường là một trong những cái tên được dân mạng nhắc đến nhiều nhất sau trận Việt Nam, Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Ông chú thủ môn đã có hàng loạt pha cản phá xuất thần, giúp đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng 2-1. Tấn Trường ôm thầy bác Trên sân cỏ là vậy nhưng ngoài đời, Tấn Trường lại được biết đến là một nhân vật vô cùng hài hước và nghịch ngợm. Năm nay đã 35 tuổi nhưng nói về khoảng bày trò lẫn mạng mòi, anh không hề thua kém đàn em bao nhiêu. Bằng chứng đang được dân mạng xe dần dần chính là khoảnh khắc trêu trọc phóng viên VTV của ông chú, 35 tuổi giữa lúc đang ghi hình. Một pha cú tơ hộp me của ông chú thủ môn, tấn trường, nguồn lo ven tân. Trong đoạn clip, ngay giữa lúc phóng viên đang ghi hình cảnh đội tuyển Việt Nam khám sức khỏe, tấn trường đi qua và quyết định lên hình theo cách của riêng mình. Ông chú thủ môn đã giơ hai tay chữ V và lắc lư tạo dáng ngay sau lưng phóng viên. Hóa ra Hải Quế không phải là người duy nhất, có đam mê lên hình ké ở đội tuyển Việt Nam nha mọi người ơi. Không thể không thả tim cho tấn trường. Phía dưới đoạn clip, Netty Ren thả tim liên tục và dành rất nhiều bình luận thích thú vì ông chú thủ môn quá đổi dễ thương. Đội tuyển Việt Nam ai cũng ngập muối. Dễ thương quá. Thấy cưng ghê á. Hóa ra tranh thủ lên hình từ bây giờ rồi, bảo sao trận với Indonesia không thấy ở đâu tại ít được lên hình nên ổng tranh thủ từng chút một đó mọi người ơi ảnh chụp màn hình